Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Channel. Thì hôm nay em đến vườn của anh Chọn để báo giá một lô phôi mai vàng và hai phôi tứ quý. Đây. Rồi, hiện tại trên bàn quay là một phôi mai vàng quý vị ơi. Rồi, cho xin một vài vòng quay đi anh Kha ơi. Rồi, cây nhỏ nhỏ xinh xinh rất là có duyên nha cô chú anh chị. Rồi, cho xin số đo anh ơi. Rồi, 31. Chiều cao luôn anh ơi. Quanh thân 31. 47. Chiều cao là 47. Đường kính mặt bầu luôn anh ơi. 42. Rồi, cho xin một vòng. Rồi, quay vòng cái bộ đế cái nữa. Rồi báo giá cây số 1 luôn anh Khai. Rồi, cho xin giá cây số 1 anh ơi. Cây số 1 này có giá là 700 bao ship toàn quốc. Rồi, 700 bao ship toàn quốc của chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây anh ơi, lên cây số 2. Rồi, cây số 2 đã lên bàn quay của chú anh chị ơi. Cây lô cây này rất là giá rất là mềm nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có thích sở hữu phôi mai vàng nào thì hãy liên hệ anh Chọn số điện thoại là 0917 773 421. Rồi, số đó cũng là số Zalo của anh Chọn luôn nghe cô chú anh chị. Cây này đế sổ nôm. Rồi, cây số 2 là đế sổ nôm luôn nghe cô chú anh chị ơi. Cây lùng lực rất đẹp ha. Rồi, gõ anh ơi, cho xin số đo đi. Rồi, 33. Chiều cao luôn anh ơi. 45. 45, rồi đế sổ nhiêu đây? 24. 24. Đường kính mặt bầu luôn. 49. Rồi, 49. Rồi, xin giá cây số 2 anh Kha ơi. Cây số 2 này 1,3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, cây số 2 là giá 1,3 triệu bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây anh ơi. Rồi, cô chú anh chị nào có thích phôi mai vàng nào thì hãy liên hệ anh Chọn số điện thoại 0917 773 421. Đó cũng là số Zalo của anh Chọn luôn ha. Thích cây nào thì kết bạn Zalo với anh Chọn rồi ảnh sẽ chụp hình cho nó rõ lại. Nhiều khi trên clip mình quay nó không có rõ ha. Rồi, cây số 3 đã lên bằng quay cô chú anh chị ơi. Rồi, quay đi anh ơi. Cây rất là đẹp ha. Cây lô cây này lùng lực không cô chú anh chị ơi. Rồi, cái bộ đế nè cô chú anh chị. Rồi, bây giờ cho số đo được anh ơi, gõ rồi anh ơi. Cái này rất là lùng lực ha. Đế cũng rất là đẹp nè cô chú anh chị, nó cũng nôm nôm xuống nè. 37. Số đo là 37 ngay vị trí đó. Rồi, quay vòng cái số đo 37 đi anh ơi. Chiều cao luôn anh ơi. Cao 60. Chiều cao 60. Đường kính mặt bầu luôn anh ơi. 50. Rồi, đo cái đế sổ xuống cái anh. 20. Rồi, để sổ 20. Rồi, quay một vòng bộ đế cái nữa mình báo giá luôn anh Khai. Rồi, gõ anh ơi. Rồi, xin giá cây số 3 anh ơi. Cây số 3 này có giá 1,8 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 1,8 triệu bao ship toàn quốc. Cây rất lực nghe cô chú anh chị. Đế rất có duyên ha. Rồi, đổi cây lên cây số 4. Rồi, tới cây số 4. Cây số 4 rất là lùng lực nha. Đế rất có duyên nha cô chú anh chị. Quá quá đẹp. Cây lùng lực ha. Rồi, gõ anh ơi, cho xin thông số anh ơi.
Cây này đẹp quá. 36. 36 hoành cái vị trí đó, 36. Rồi buông thước đi. Rồi rồi rồi, gõ đó anh ơi. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Cây này rất lùng nha. Rồi 35. Rồi 35. Đường kính mặt bầu nhiêu đây? 48. Rồi tiến tới bộ đế, quay vòng bộ đế nữa. Xin giá cây số 4 anh ơi. Rồi gõ anh ơi, xin giá cây số 4. Cây số 4 này có giá 2,2 triệu bao ship. Rồi 2,2 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 4 ha. Rồi đổi cây lên cây số 5. Rồi cây số 5 đó lên bằng quay. Cây này cái xù dữ ha. Xù mà đế đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây này nhìn cũng khá cây ha. Được cái là nó xù nè. Xù muốn bích thân hết trơn rồi. Đó. Xù đấy tứ diện ha. Rồi gõ anh ơi, cho xin số đo anh ơi. Quần thân nhiêu đây? Cái này là vị trí đó là 36. 36. Rồi cái vị trí đó là 36. Rồi quay vòng cái sụn cái nữa anh. Đó, sụn bích thân hết trơn ha. Rồi cho chiều cao luôn anh ơi. 47. Chiều cao 47. Đường kính mặt bầu nhiêu đây? 48. Rồi tôi cái cũ cái anh. 48. Cũ 48 luôn. Rồi quay vòng nữa, xin giá cây sù số 5 anh ơi. Rồi cây sù số 5 này có giá là 5 triệu em bao ship toàn quốc luôn anh ơi. Rồi 5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây lên cây số 6 anh Khai. Rồi cây số 6 đã lên bằng quay cô chú anh chị ơi. Rồi xin vài vòng quay đi anh ơi. Cây số 6 này tay cành đều ha. Cây này về rất là nhanh chơi nha cô chú anh chị. Cây số 6 này rất lực. Rồi tiến đến cái bộ đế cho quý vị xem. Rồi gõ anh Khai, cho xin số đo anh Khai. Cây rất là già cây ha. Cây nói chung là nó vàng thực, cái chân vàng ống ánh luôn. Rồi vị trí này 53 hoành. Rồi vị trí này 53 hoành. Cái cũ 53 hoành ha. Rồi anh đo cao lên tí nữa anh Khai. Này view 42 hoành. Lên cái mấy trên cái gan. Lên mấy trên này, vị trí này 42 hoành nè. Đó, đo vậy cho cô chú anh chị rõ ha. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao nhiêu đây? 1m04. Đường kính mặt bầu luôn anh ơi. Sáu mươi hai. Rồi quay vòng nữa, rồi xin giá cây số 6 anh ơi. Rồi cây số 6 này có giá là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc luôn. 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn anh ơi, tới cây số 7. Rồi cây số 7 đã lên bàn quay của chú anh chị ơi. Cây số 7 cũng rất là lùng lực ha. Rồi gõ anh Khai. Cây này mấy cây nó mới lên xù thôi nha. Cây mới lên xù phải không? Mới bảy xù thôi à. Mới bảy thôi. Mình nó chảy xuống. Rồi, cây rất là mạnh cây ha. Rồi, cho xin số đo anh ơi. Chiều cao là 68.
chiều cao 68, quanh thân luôn. Ngay vị trí này là 46. Rồi quay một vòng vị trí 46 anh ơi. Rồi đo cao lên trên đây anh. Cao lên trên nhiêu đây? 41. 41. Rồi đường kính mặt bầu luôn anh ơi. Sáu mươi rồi. Rồi cục bú phải không? Đo cục bú phải không? Cục bú này nó 42 nè, 43 đây, 42 thôi. Rồi. 4. Rồi, quay một vòng thân lại cái nữa mình báo giá luôn à, anh Khai. Rồi, cây số 7 giá nhiêu anh ơi? Cây số 7 này có giá 9 triệu em bao ship. Rồi, cây số 7 lùng lực giá 9 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, lên cây số 8. Rồi, cây số 8 là cây mai tứ quý nghe cô chú anh chị. Có một cái nồi đế khủng nha. Tay cành cũng bỏ lại gai ha. Rồi, quay cái nồi đế cho cô chú anh chị xem. Đế nôm ha. Đế nồi. Rồi gõ anh ơi, cho thông số đây anh ơi. Vị trí này nó 38 nè. 38. Em quay giáp làm phút cô chú anh chịu xem nha. Rồi vị trí đó 38. Rồi đo cao lên tí nữa đây anh ơi. 33. Rồi cái vị trí cao trên đó là 33. Rồi chiều cao luôn ơi. 12. Rồi anh đo nguyên cái củ đế đó cái anh. Củ đế quá khủng. Củ đế 115. Rồi đường kính mặt bầu luôn ơi. Sáu mươi ba. Rồi quay một vòng nữa cho xin giá cây mai tứ quý luôn anh ơi. Cây số 8. Cây số 8 này mai thôi tứ quý em có giá là 6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Rồi cây mai tứ quý. Phôi mai tứ quý là cây số 9 phải không? Rồi cây số 9. Trong clip này có hai phôi mai tứ quý nghe cô chú anh chị. Cây này nồi đế dữ à. Rồi quay đi anh ơi. Cây này rất đẹp ha. Rồi ok anh ơi, gõ anh ơi. Cho số đo đây anh ơi. Quần thân nhiêu đây? Cái này đế số nôm đẹp quá. 41. Rồi vị trí kế mặt đế là 41. Rồi cao lên trên luôn anh ơi. 38. 38. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Cây rất 82. Đẹp ha. Cao 82. Rồi quên cái củ luôn anh ơi. Nguyên củ đế đặt đây. Bộ đế này khủng à. 125. 125. Đường kính mặt bầu. Làm nhanh nhanh lên anh ơi, để mất thời gian quý vị. 56 hoặc 56. Đường kính mặt bầu 56. Rồi xin giá cây mai tứ quý số 2 là cây số 9. Là cây số 9 này có giá là 7 triệu rưỡi em bao ship. 7 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, đổi cây, còn cây mai cuối cùng là cây mai vàng.
Rồi cây mai vàng cuối cùng là cây số 10. Rồi quay đi anh ơi. Rồi gõ anh ơi. Rồi quay một vòng bồ đế nữa đi anh. Bồ đế nó sổ ha, rất đẹp ha. Rồi cho xin thông số. Chiều cao 80. Cho hai đoạn đi. Cho hai đoạn đi. Ngay cổ đế là 38. Rồi cao lên trên như anh này. 31. Rồi cái cũ luôn. 61. Rồi ngay vị trí cái cũ đó là 61 ha. Rồi chiều cao. Chiều cao nãy chưa. 50 đâu rồi. À chiều cao 80 đâu rồi phải không? Rồi đường kính mặt bầu luôn anh. Rồi xin giá cây mai vàng cuối cùng anh ơi. Cây phôi mai vàng cuối cùng là cái có giá là 6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 6 triệu bao ship toàn quốc. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh của em ha. Mọi chi tiết thì xin liên hệ anh chọn số điện thoại 0917 773 421. Đó là số Zalo của anh chọn ha. Ở địa chỉ là ở ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Rồi chào anh Kha ơi. Dạ, chào cô chú anh chị. Rồi.